Sắp mới cũng tới được mà tại một tiếp trong những phương pháp thực tập của chúng ta có cái phương pháp gọi là niệm bụt, recollection of the Buddha. Chúng ta có đoạn thứ hai là chúng ta tụng xong cái đoạn thứ nhất rồi thì chúng ta tụng sang đoạn thứ hai là con đã về nương tựa Bụt. Và tụng xong cái đoạn thứ hai chúng ta tụng sang đoạn thứ ba thì đã về về nương tựa Bụt, về nương Bụt trong con. Trong truyền thống Nam tông thì chỉ đọc Bồ Đăng Saranang Gacchami là con về nương tựa Bụt thôi. Thì thấy ngắn quá thành là các thầy đọc tiếp là nó lần thứ hai con về nương tựa Bụt, lần thứ ba con về nương tựa Bụt. Nhưng mà trong cái bản của lần mai thì ba đoạn nó khác nhau. Và nhất là nó có cái câu là về nương Bụt trong con. Về nương Bụt trong con có nghĩa là Bụt không phải là một cái thực thể có ngoài mình. Bụt là một cái gì nó có ở trong mình. Có nhiều cái phương pháp niệm Bụt, Recollection of the Buddha. Và trong đó có cái phương pháp gọi là trì danh. Trì danh nghĩa là gọi tên. Nam Mô A Di Đà Phật là Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni, là Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, đó là trì danh. Nhưng mà nếu mình không khéo thì một hồi cái miệng mình đọc cái tên đó nhưng mà cái tâm của mình nghĩ chuyện khác. Thì không những trong đạo Bụt mà trong các tôn giáo khác cũng vậy, nó có cái phương pháp trì danh, gọi tên Chúa, gọi tên Mẹ Maria, gọi tên Prophet Muhammad vân vân, cái đó cũng gọi là trì niệm, Anusati hoặc là Anusmriti, được trì niệm. Thì chúng ta trì danh, tức là chúng ta gọi danh hiệu như thế nào. Mà trong khi gọi danh hiệu đó thì cái hạt giống của giác ngộ, của giải thoát, của hạnh phúc nó được tưới tẩm trong ta, thì lúc đó trì danh mới có hiệu nghiệm. Còn nếu chúng ta nói Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm chúng ta nghĩ thì tới chuyện khác, thì nó cũng chẳng khác gì nói 1, 2, 3, 4, 5, 6, không có ích lợi gì hết. Và ở trong đạo Bụt cũng như trong đạo Chúa nó có cái trần hạt. Mỗi khi mình niệm một câu Bụt, cái Nam Mô A Di Đà Phật, cái Nam Mô Đức Quan Thế Bồ Tát, thì mình lần một cái hạt. Và để cho mình đừng có quên niệm câu này rồi tới niệm câu khác. Nhưng mà nếu mình không khéo thì cái tay của mình sẽ làm giống như cái máy, và cái miệng mình cũng sẽ phát âm như cái máy. Và như vậy chỉ có hình thức mà không có nội dung. Và cái đó nó xảy ra trong tất cả các truyền thống, gọi là trì danh. Trì danh tức là gọi tên. Gọi tên như thế nào mà Bụt có thể biểu hiện ra trong mình thì mới được. Còn gọi tên mà như cái máy, lần tràn hạt như cái máy thì không có hiệu quả gì hết. Có một pháp thứ hai nữa gọi là quán tưởng. Quán tưởng là mình visualize.
mình hình dung ra được Bụt là một người rất là thanh thoát, rất là nhẹ nhàng, rất là tươi cười, rất là mát mẻ, rất là từ bi. Và mình ngồi hoặc là mình đứng hoặc là mình đi và mình hình dung ra một cái người như vậy, một cái người đi đứng rất là chánh niệm, đi nói năng rất là chánh niệm, hành xử rất là chánh niệm, đầy từ bi hết, thì cái đó gọi là quán tưởng. Quán tưởng là visualizing. Đó là hai phương pháp mà chúng ta thường nói là trì danh, calling the name. Hai là quán tưởng, tức là visualizing. Trong đạo Bụt mình học rằng Bụt và người nó dính tới nhau. Và nếu không có người thì không có Bụt, và nếu không có Bụt thì cũng không có người. Cái đó là cái nhận thức gọi là bất nhị. Trong kinh Kim Cương á, mình được học rằng là mình phải lấy ra cái ý niệm chúng sanh là một cái gì ngược lại với Bụt. Tại vì chúng ta thường hay so sánh, một là chúng sanh, hai là Bụt. Đã là Bụt thì không phải chúng sanh, mà đã là chúng sanh thì không phải là Bụt. Tức là living beings. Có khi gọi là hữu tình. Hữu tình. Có là hữu tình. Thì tướng phạn là sattvas. Phiên âm là tác đọa, tác đọa, tác đọa. Và theo định nghĩa Bụt là một chúng sanh, là một loài hữu tình, là một sattva, nhưng mà có giác ngộ rồi, có giải thoát rồi, gọi là bodhisattva. Bodhisattva là Bồ Tát á. Bồ Tát chữ Bồ Tát mà mình dùng á là gọi tắt của chữ Bồ Đề Tát Đọa. Nói cho đúng là Bồ Đề Tát Đọa, tiếng phạn là Bodhisattva. Thế nên mình gọi tắt Bồ Đề Tát Đọa là Bồ Tát. Bodhisattva tức là giác hữu tình, tức là một con người đã giác ngộ. Giác hữu tình, giác tức là Bodhi, là một chúng sanh, một con người đã giác ngộ. Đây là sattva, là chúng sanh, là hữu tình. Bodhi là giác ngộ. Và khi mà một người, một chúng sanh mình giác ngộ thì trở thành một chúng sanh có giá trị lắm, trở thành một đại nhân, a great human being. Bodhisattva is a great being. Tại vì ở trong cái
vị Bồ Tát á, nó có cái sự vĩ đại của cái giác ngộ, cho nên gọi là great being. Cho nên mình có cái chữ là Mahasattva. Maha là lớn, Sattva là hữu tình, đại hữu tình. Và Bồ Tát Maha Tát. Bồ Tát Maha Tát tức là Bodhisattva Maha Sattva. Khi mà một chúng sanh, một con người mà có giác ngộ thì trở thành ra một con người lớn gọi là Mahasattva. Và con người đó có thể gọi là Bodhisattva Mahasattva, là Bồ Tát Mahatát. Chữ nghĩa nó như vậy. Nhưng mà nếu không có người thì làm sao mà có bậc giác ngộ được? Bậc giác ngộ tức là từ người mà ra. Nếu không có người thì làm sao mà có bậc giác ngộ? Vì vậy cho nên giữa người và bậc giác ngộ nó có cái sự liên hệ. Nó có nghĩa là Bụt không thể có mặt ngoài chúng sanh, ngoài chúng sanh không có thể có mặt ngoài Bụt. Cũng như là bên trái với bên phải, nếu không có bên trái thì không có bên phải, nếu không có bên phải thì không có bên trái, nếu không có chúng sanh thì không có buộc, nếu không có buộc thì không có chúng sanh. Cái đó gọi là tương tức, cái đó gọi là tương đại. Và vì vậy cho nên trong cái giáo lý của đạo Bụt á, thì trong chúng sanh á, nó có cái Phật tánh, nó có cái hạt giống của Bụt, nó có Phật tánh, Buddha nature. Hễ không là chúng sanh thì thôi, mà hễ là chúng sanh rồi á, thì nó có Phật tánh ở trong, tức là khả năng giác ngộ, khả năng có niệm, có định và có tuệ. Chúng sanh nào cũng có hạt giống của niệm định tuệ, chúng sanh nào cũng có khả năng giác ngộ hết. Thì đó là đạo Bụt là nó như vậy. Còn trong các tôn giáo khác mình không biết như thế nào. Giữa Thượng Đế và con người thì cái sự liên hệ nó có giống như vậy hay không? Vì có những nhà mystic thì họ nói là Thượng Đế cũng có ở trong ta. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều nói như vậy. Và trong đạo Bụt rất là rõ là muốn đi tìm Bụt thì phải tìm ở trong chúng sanh á. Trong chúng sanh mới có Bụt. Ngoài chúng sanh thì không có Bụt. Thì bên Cơ Đốc giáo không biết người ta có nói được như vậy không, là muốn đi tìm Chúa là phải nhìn vào con người. Nếu không có người thì không thể nào tìm được ra Thượng Đế. Và trong đạo Bụt, Bụt và chúng sanh nó tương tức, intera, cũng như là mặt trời với mình á. Mặt trời với mình tuy là hai nhưng mà một, là tại vì mình có mặt trời ở trong người mình á. Tất cả những gì mình ăn là đều do mặt trời làm ra hết. Và vì vậy trên mặt trời không phải là có ngoài mình mà có ở trong mình nữa. Và vậy cho nên cái phương pháp niệm bầu buộc á, nó không phải là một cái phương pháp thường đâu, nó phương pháp rất là sâu. Niệm Phật. Mỗi khi mình lại xuống đó, Touching the Earth, thì mình đọc cái bài gọi là Năng lễ sở lễ tánh không tịch. Tức người lạy và người được lạy
không có hạ, không phải là hai cái thực thể riêng biệt nhau. The one who bows and the one who is bowed to. Both empty of a separate self. Tức là trong buộc có mình và trong mình có buộc. Vì cho nên trước khi lạy xuống thì mình phải quán chiếu, mình phải nói rằng buộc ơi, con biết là Ngài không có ở ngoài con đâu. Ngài đang ở trong con và con đang ở trong Ngài. Phải nói câu đó. Phải thấy được điều đó thì lạy xuống thì mình mới tiếp xúc được với cái Phật tánh ở trong người. Còn nếu mình cứ nghĩ rằng buộc làm cái gì hoàn toàn khác và mình làm cái gì hoàn toàn khác thì không có được cái, không được có, không được, không có được cái sự liên hệ đó, không có được cái connection đó. Vì vậy cho nên cái tuệ giác bất nhị là buộc và chúng sanh không phải là hai thực thể riêng biệt. Buộc có trong chúng sanh và chúng sanh có trong buộc. Thì khi mình thấy được cái đó thì khi mình niệm buộc hay là lại buộc thì mới có kết quả. Còn nếu mà nghĩ buộc là một vị thần linh hoàn toàn không phải là mình là toàn là xấu xa, yếu đuối, hèn kém, còn buộc là tất cả những cái gì tốt đẹp, và hai cái đó là giống như đêm với ngày, không đi đôi với nhau được, tức là có một cái sự kỳ thị, có một cái thấy nhị nguyên giữa mình và buộc. Cho nên trong kinh Kim Cương mới nói rằng là phải phải lấy cái ý niệm chúng sanh ra khỏi. Chúng sanh như là một cái gì nó ngược với buộc, phải lấy ý niệm đó ra, buộc và chúng sanh. Thì đó là cái nguyên tắc đầu để cho cái phương pháp niệm buộc nó thành công. Mình gọi tên buộc, hay là mình quán tưởng buộc, hay mình lạy buộc, thì mình phải có cái tuệ giác đó, phải có cái thấy đó là giữa buộc và chúng sanh nó có một cái liên hệ rất là mật thiết. Ngoài chúng sanh không có buộc và ngoài buộc không có chúng sanh. Và nếu mình là người thực tập thì mình phải thấy được rằng ở trong mình nó có những hạt giống của Bồ đề, hạt giống của niệm, của định và của tuệ. Và cái đó là buộc rồi. Vì vậy cho nên khi mình niệm buộc á, hay là khi mà lại buộc á, khi mà tu tập á, là nó có nghĩa là mình làm thế nào cho cái hạt giống đó nó biểu hiện trong người của mình, nó được tưới tẩm thì mới thành công được. Chứ không phải là mình gọi tên một vị thần linh để vị thần linh đó tới để cứu độ mình. Không có đúng như vậy. Ví dụ như mình đọc cuốn Đường Sơ Mây Trắng. Cuốn Đường Sơ Mây Trắng nó vẽ mình phải đọc mấy ngày mới xong, mới hết rồi. Đọc sách Đường Sơ Mây Trắng thì theo theo hình thức thì đó không phải là niệm buộc. Nhưng mà kỳ thực trong khi đọc Đường Sơ Mây Trắng thì mình tưới tẩm những hạt giống của trí tuệ, của thương yêu, của hạnh phúc. Và như vậy trong khi đọc Đường Sơ Mây Trắng là mình đang niệm buộc mà mình không biết. Tại vì trong cái quá trình đọc cái cuốn Đường Sơ Mây Trắng đó thì buộc hiện ra rất rõ ràng ở trong con người của mình. Những hạt giống của niệm, định, tuệ và buộc hiện hiện ra rất là rõ. Vì vậy cho nên đọc đọc Đường Sơ Mây Trắng tức là một hình thái niệm buộc rồi. Nó khi nghe một bài pháp thoại, tuy là mình không nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà khi nghe một bài pháp thoại thì những hạt giống của niệm, của định, của tuệ trong người mình tới tẩm, thì cái đó là niệm buộc rồi. Thành phải hiểu niệm buộc là như vậy, chứ không phải là gọi tên. Và nếu mình giỏi, nếu mình thực tập khá thì buộc ở với mình suốt cả ngày, không có rời mình.
Tại Bụt không phải là một thần linh ở ngoài, mà Bụt là một cái năng lượng nó có trong mình. Thì quý vị thử cái phương pháp này coi, thầy thấy nó rất là hay, rất là dễ. Là khi mình đánh răng á, khi mình chạy răng, mình nói Bụt đang chạy răng. Mình nói để Bụt chạy răng cho mình. Và mình biết rằng Bụt chạy răng thì Bụt không có làm hấp tấp đâu, Bụt làm rất là thảnh thơi. Rồi mình chạy răng như thế nào để cho Bụt có một cơ hội dùng cái bàn tay của mình, dùng cái bàn chải của mình để Bụt có thể chạy răng được. Thì mỗi khi mà mình chạy răng, mình đừng chạy răng với tư cách một sattva, mà mình chạy răng với tư cách một bodhisattva. Tức là chạy răng cho có chánh niệm. Khi mà anh chạy răng cho có chánh niệm, chạy răng mà anh biết anh đang chạy răng, đánh răng, và trong khi đó anh có thảnh thơi, anh từ tốn, anh có hấp tấp, thế đó là Bụt đang chạy răng, và lúc đó anh đang niệm Bụt. Nó có hai cách chạy răng, hoặc là mình để cho chúng sanh chạy, hoặc là mình để cho Bụt chạy. Và chúng sanh cũng có trong này và Bụt cũng có trong này, thì mình chọn thôi. Và nếu mình để cho Bụt chạy hay là Bồ Tát chạy răng thì lúc đó mình có hạnh phúc hơn, rất là rõ ràng. Uống trà cũng vậy, nâng ly trà lên, mình mời Bụt uống giùm cho mình. Tại vì Bụt uống trà rất là hay, Bụt nâng ly trà rất là nhẹ nhàng, rất có chánh niệm, và uống từng hớp một rất là hạnh phúc. Thì trong khi mình uống trà là niệm Bụt rồi, Bụt đang có mặt trong giây phút đó, tức là Bụt hiện ra với niệm, với định, với tuệ. Uống trà rất là hay. Như hồi nãy thầy đi từ trong thất ngồi yên ra đây thì thầy để cho Bụt đi, Bụt đang đi trên tuyết. Ở bên Ấn Độ ít tuyết, bây giờ đây Bụt đi trên tuyết rất là vui, thành ra mỗi bước chân như vậy là do Bụt đi hết. Bodhisattva đi chứ không phải sattva đi. Chúng sanh không có đi, nhường chỗ cho Bụt đi. Thì trong con người của mình có sattva và có bodhisattva. Một là mình để cho sattva đi, hai là mình để bodhisattva đi. Mà hễ để cho bodhisattva đi thì thế nào đi cũng có hạnh phúc hơn. Tại sao cứ để cho hữu tình đi, cho chúng sanh đi, mình để cho Bụt đi thì phải hạnh phúc hơn không? Và khi mà nấu cơm cũng vậy, nấu cơm cho đại chúng thì mình đừng có làm hấp tấp, làm từ tốn, làm với cái niềm vui, với tình thương. Thì lúc đó là Bodhisattva đang nấu cơm, chứ không phải là Sattva đang nấu cơm. Vì vậy cho nên niệm Bụt có thể xảy ra trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Khi mình đi tiểu nó cũng vậy. Đi tiểu là một cái việc rất là dễ chịu. Đi cầu cũng vậy, rất là dễ chịu. Thì mình để cho Bodhisattva đi tiểu, để Bodhisattva đi cầu thong thả, nhẹ nhàng, rất là dễ chịu. Tại sao phải hấp tấp? Rồi mình phải chọn, mình để cho chúng sanh đi tiểu hay là để cho Bụt đi tiểu. Bụt đi tiểu thì nó khỏe hơn nhiều, nó nhẹ nhàng, nó hạnh phúc hơn nhiều. Vì vậy cho nên trong đời sống hàng ngày của mình, trong thời gian mình ở làng, thì nên mời Bodhisattva làm tất cả. Đừng có để Sattva làm. Tại Sattva với Bodhisattva là cộng trú ở trong con người của mình. Cũng lá phổi đó, cũng cái lỗ mũi đó, mà khi Bụt thở thì rất là hạnh phúc. Mà khi mà chúng sanh thở thì không hạnh phúc bằng. Tại chúng sanh thở không có để ý tới hơi thở, không có thưởng thức được cái hơi thở. Thì trong đạo Bụt là như vậy. Phật và chúng sanh không phải là hai thực thể riêng biệt,
Phật và chúng sanh cộng trú ở trong một con người của mình. Và mình phải chọn lựa, mình nên sống như là một người tỉnh thức hay là mình sống như là một người mê ngủ. Mình nên đi như một con người tỉnh thức hay là mình nên đi cho một người mê ngủ như một con người mê ngủ. Và chúng ta phải chọn. Và hạnh phúc nó có liền lập tức, không có phải đi tìm một chỗ khác. Chỉ cần chạy răng thôi, chỉ cần uống trà thôi, chỉ cần bước những cái bước trên tuyết hay là trên cỏ thôi, chỉ cần nấu ăn sáng cho đại chúng thôi là có hạnh phúc. Cái phương pháp là nó như vậy. Nó không có khó gì hết. Vấn đề là quý vị muốn làm hay không muốn làm mà thôi thôi. Và chúng ta không coi buộc là một vị thần linh mà chúng ta gọi tên để tới giúp đỡ, cứu độ chúng ta. Mà chúng ta coi buộc là có mặt dưới cái dạng năng lượng niệm, năng lượng định và năng lượng tuệ. Mà khi mà chúng ta biết sử dụng ba cái loại năng lượng đó để chai răng, để ăn sáng, để đi cầu, thì tự nhiên nó có hạnh phúc. Đó là sự thực tập của chúng ta ở lần mai. Đừng có phí thì giờ vô ích, đừng có đi kiếm giác ngộ, đi kiếm giải thoát, đi cấm buộc ở một chỗ khác, ở một thời gian khác. Quý vị thử cái thử chuyện này, thử niệm buộc theo kiểu này, để cho buộc có mặt trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày của mình, để cho buộc thở, để cho buộc đi, để cho buộc ngồi, để cho buộc chảy răng. Thì cái chuyện mà chúng ta có thể làm được, tại vì tất cả chúng ta đều có khả năng có chánh niệm. Chúng ta có thể chạy răng chánh niệm, chúng ta có thể đi cầu chánh niệm, chúng ta có thể giặt áo chánh niệm, và mỗi giây phút đem lại cái sự thảnh thơi, không có hấp tấp. Mỗi giây phút nó đem tới cái niềm vui, là mỗi cái giây phút mà mình có mặt ở trên trái đất này là một giây phút hết sức là mầu nhiệm. Mặt trời lặn cũng đẹp, mặt trời lên cũng đẹp, mưa cũng đẹp mà tuyết cũng đẹp, cái gì cũng mầu nhiệm hết. Và chúng ta nên có mặt thật sự để sống từng giây phút cho đàng hoàng. Và nếu mình làm được một ngày, nó sẽ có sự khác biệt rất là lớn rồi. Giờ đem kinh ra. Trong cái thời của thầy Dinaga đó, Trần Na đó, có những cái nhà triết học họ chủ trương thuyết nguyên tử. Họ nói rằng atom là nguyên tử, là cái bản chất của thiên nhiên.
atoms are the ultimate reality. Thì trong khoa học của chúng ta cũng có lúc người ta nghĩ như vậy. Người ta nghĩ đã chẻ sự vật ra tới cái mức nhỏ nhất đó, thì mình tìm ra được cái gọi là hạt căn bản. Hạt căn bản. Và chính với những hạt căn bản đó mà thế giới được tạo thành. Thì cái đó gọi đó là một cái niềm tin, đó là một cái chủ trương. Gọi là thực chất luận. Substantialism. Substance. Thực chất luận, tức là thế giới nó có một cái bản chất, substance, mà cái bản chất đó là những hạt căn bản, những cái hạt căn bản. Và những cái hạt căn bản đó nó tạo thành ra cái thế giới, nó có cái thế giới thực tại, nó nằm ngoài tâm thức của mình. Tâm thức của mình chủ quan như vậy, ở ngoài này nó có một thế giới thực tại. Và những hạt căn bản nó nằm ở ngoài này. Và chính mình, con người của mình cũng là được làm bằng những hạt căn bản đó nữa. Và đó là cái thuyết gọi là thực chất luận. Thực chất luận, chữ thực chất ấy, trong tiếng Phạn nó gọi là Svabhava. Và mình dịch là tự tánh. Tức là từ nó có thôi. Từ nó có thôi. They exist by themselves. Và cái thuyết gọi là thực chất luận nó cũng mang tính cách là thực tài luận. Thực tài luận. Tức là realism. Tức là thế giới bên ngoài nó có thiệt. Thì cái phương pháp của Thầy Trần Na, của Thầy Dinaga rất là hay. Thầy không có bài bác. Thầy bắt đầu Thầy nói, giả dụ tôi chấp nhận là những cái nguyên tử mà anh nói đó, là những cái hạt căn bản mà anh nói đó nó có thiệt. Granted that they exist. Phải nói này. Nhưng mà cái mà tôi thấy ở trong tâm thức của tôi, thì tôi không có thấy được những cái hạt căn bản đó. I have never seen an atom. I have never seen an electron. But I believe you. But suppose they exist, but in fact, in my mind, the image of these basic particles never appear. Dù cho tôi có chấp nhận, đồng ý với anh là những cái hạt căn bản nó có thiệt, nhưng mà trong tâm thức tôi chưa bao giờ thấy được những cái đó.
Tôi chưa bao giờ thấy một cái nguyên tử cho thấy một cái điện tử. Thì đó là cái bài kệ thứ nhất. Và cái bài kệ thứ nhất nói rằng cái đối tượng của nhận thức tôi, cái đối tượng của tri giác tôi, tức là object of my perception, không phải là hạt căn bản, không phải là nguyên tử. Tại vì tôi không có thấy được hạt nguyên tử. Tôi chỉ thấy những cái hình thác khác, tôi thấy cái chuông, cái núi, tuyết, mây thôi. Chứ tôi không bao giờ thấy cái hạt căn bản. Vì vậy cho nên hạt căn bản không phải là đối tượng nhận thức. Hạt căn bản có thể là một cái điều kiện nào đó. Và điều kiện đó giống như là con mắt. Nhờ có con mắt mà có cái thấy. Không phải là con mắt thấy. Nhờ có cái lỗ tai mà có cái nghe. Thì hạt căn bản đó đôi khi nó là một điều kiện đó. Tôi có thể tạm công nhận là hạt căn bản là một điều kiện. Nhưng mà hạt căn bản không phải là đối tượng nhận thức. Tại vì tôi không thấy nó. Đó là cái bài kệ thứ nhất. Thì nó là một điều kiện giống như lỗ tai hay là con mắt. Chứ nó không thể nào là đối tượng nhận thức được. Atoms are not the object of my perception. They may be a cause that help give rise to perception, but they are not the object of my perception because I don't see them. Đó là cái câu đầu. Thì cái luận này là một cái tác phẩm nói về nhận thức luận epistemology. Là theory de la connaissance. Thì khi đó những cái nhà chủ trương nguyên tử mới nói rằng anh không có thấy được những hạt căn bản, nhưng mà khi những hạt căn bản nó tới với nhau thì anh thấy được chứ. Thì thầy Dinaraga nói rằng khi nó tới với nhau thì tôi thấy một cái gì đó cho tôi không thấy hạt căn bản. Tôi chỉ thấy cái chuông, tôi chỉ thấy cái ngôi sao, tôi chỉ thấy tuyết, tôi chỉ thấy mưa thôi, chứ tôi không thấy hạt căn bản. Cũng như là một cái điểm point. Mà cái điểm đó nó di chuyển, nó thành hình tam giác. Nó di chuyển thành hình tròn, nó di chuyển thành hình vuông. Thì khi mà nó di chuyển, tôi thấy hình tam giác, hình tròn, hình vuông. Nhưng mà nếu mà anh lấy những cái điểm riêng ra thì những cái này không có. Những cái này là những cái tạo tác của tâm thức, construction of mind. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, they are all construction of the mind. They are not atoms because I don't see them. Nói rất là rõ. Thành những cái hình này tạo tác của tâm thức, nó giống như là mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ hai nó không có. Cũng như là mình nhìn sợi dây, mình mới thấy con rắn nó không có. Mình nhìn cầu vồng, mình tưởng cầu vồng có thiệt, nhưng mà cầu vồng đó là một tạo tác của tâm thức. Đó là bài kệ thứ hai. Bài kệ thứ hai để nói rằng là cái sự hòa hợp đó, cái sự tới với nhau của những cái hạt nguyên tử đó, thì tôi có thể chấp nhận rằng cái hình ảnh của những cái gì mà tôi thấy đó là nó đối tượng của tâm thức thiệt, nhưng mà nó không phải là nguyên tử. Nó không phải là nguyên tử. Nó chỉ là cái mặt trăng thứ hai mà thôi. Khi mà tôi dụ con mắt một hồi thì nó sinh ra cái mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ hai không bao giờ có. So when
when atoms come together in order to manifest as something. That something may be considered as object of perception, but they are not atoms. It's only a mental construction. Đó là câu thứ hai. Bây giờ đây các nhà nguyên tử học mới đưa ra một cái luận chứng thứ ba là mỗi cái atom nó như vậy đó, mỗi cái nguyên tử như vậy, mỗi cái cực vi hay là mỗi cái lân hư như vậy đó, nó chứa chất ở trong đó bốn cái yếu tố gọi là Mahabhuta. Mahabhuta tức là tứ đại, tức là đất, nước, lửa và gió. Và vì vậy cho nên khi mà nó biểu hiện thành ra những sự vật mà mình thấy đó, thì đồng thời nó cũng là đối tượng của nhận thức. Nó là, thì thầy Dinakana cũng phải là tại vì những cái yếu tố đất, nước, lửa, gió, cái cứng, cái mềm, cái lưu chuyển, những cái lực mà bây giờ người ta gọi là interaction forces, nó nằm ở trong những cái hạt nguyên tử và hạt nguyên tử. Tôi không có thấy. Vậy vậy cho nên nó không phải là đối tượng nhận thức. So the atomist try for the third time. They see that in the substance of the atoms, there is the element of earth, water, fire, and force. And that is why when they come together, they become your object of consciousness. And then Dinaga said, no, because in my object of consciousness, I don't see these four elements. And if you take atoms out one by one, you don't see anything. So what you see is really a construction of the mind. It's not the substance. Rồi tới cái bài thứ tư. Bài thứ tư tới đây thì các nhà chủ trương nguyên tử mới nói rằng là khi mà các hạt nguyên tử, khi mà các lân hư nó tới với nhau đó, nó tạo tác ra những cái hình thái khác nhau. Những cái hình thái khác nhau. Và nó tùy theo là những cái hạt đó nhiều hay là ít mà có nó hình thái khác nhau. Ví dụ như là cái bình. Một cái bình á, thì nó lớn hơn cái chén. Và cái bình thì có cái miệng bình, rồi cái cổ bình, rồi cái thân bình, rồi cái chân bình, nó có cái những khác nhau đó. Rồi cái tổng tướng đó, cái tổng tướng nó do cái biệt tướng nó làm ra. Thì thầy Dinakana cũng không đúng nữa, tất cả những cái khác đó nó có khác thiệt, mình thấy nó khác thiệt. Nhưng mà các hạt căn bản nó đâu có khác nhau. Các hạt căn bản đều như nhau và không mình có thấy được. Vì vậy cho nên những cái gì thấy khác nhau đây là hoàn toàn là những tạo tác của tâm ý. So the fourth time, the atomist say that, well, but when atoms come together, they produce different kinds of forms. And that is why they are the object of your consciousness. And Dinaga said, well, atoms, they are identical. They are like each other. They are very small. All of them are of a spherical
form, they are extremely small. So all these forms that are different, you cannot see in atoms. This is only a mental construction. If you take atoms one by one out of it, these differences in forms do not exist anymore. Therefore, everything you see, everything you hear is just a mental construction, not a reality, not the ultimate truth. Cực vi lượng đẳng cố là những cái cực vi đó, những cái atom đó, nó giống như nhau. Đẳng tức là nó bằng nhau, nó tròn, nó nhỏ và nó giống hệt như nhau. Nó làm gì có cái sự khác biệt đâu. Những cái khác biệt đó là toàn do cái tâm thức của mình tạo ra mà thôi. Cực vi nhỏ giống nhau, dáng khác kia là giả, tách chúng thành cực vi, tri giác kia không còn. This is the first, the fifth gata translated into Vietnamese. Bài thứ năm mình chưa chép phải không? Nên là chúng chép. Cực vi nhỏ giống nhau. Atoms, they are small, very small, and they look like each other. Dạng khác kia là giả. Tức là những cái gì mình thấy trong nhận thức của mình á, trong tri giác của mình á, tuy là nó có lớn, có nhỏ, có đẹp, có xấu, có cao, có thấp, nó khác nhau. Nhưng mà cái đó không phải là cực vi. Cái đó là giả. They exist not as a real entity because they are just mental construction. While the atoms, they look like each other, and the differences that you notice in the object in the object of your consciousness do not belong to the atom. This is a mental construction. Các hình dạng to lớn, đẹp xấu khác nhau kia đều là giả hữu. Nó có nhưng mà có một cách rất là giả, giống như cái cầu vồng. Giống như là mặt trăng thứ hai, giống như là con rắn. Tách chúng thành cực vi. Nếu mà chúng ta lấy cái bình ra, tách cái bình ra thành từng nguyên tử một á, if we take atoms away one by one thì tri giác kia không còn, and then the object of your perception is no longer there. Bây giờ chúng ta học đến cái bài thứ sáu này. Nội sắc như ngoại hiện,
vi thức sở duyên duyên, hứa bị tướng tài thức, cập năng sanh thức cổ. Những cái hình bóng bên trong mà ta thấy đó, nó giống như là nó có ở bên ngoài. Nội sắc hiện ngoài sắc. What you see inside of your subjective mind look like they exist outside of your mind. Làm sở duyên cho thức. Cái hình ảnh mà nó biểu hiện bên trong thức á, mình tưởng là nó từ ngoài tới, nhưng mà kỳ thực á, nó chỉ là một nó làm đối tượng cho nhận thức. It serves as the object of our perception. Object of perception nó khác. Chúng ta phải phân biệt giữa hai cái chữ duyên và sở duyên. Duyên là condition, còn sở duyên là object of cognition. Thì cái này là sở duyên. Cái mà nó hiện trong tâm thức của mình, nó làm đối tượng cho cái tâm thức. Tướng của nó trong thức giúp làm phát sanh thức. The image that appear in your mind, your cognition, help to produce cognition. Chúng ta đã học rồi. Chúng ta đã học rồi là khi mà chúng ta nói tới một cái tri giác, một cái perception đó, nó luôn luôn trong perception nó có cái phần kiến và phần tưởng. Phần này là phần chủ thể và phần này là phần đối tượng. Phần này là phần subject, phần này là phần object. Mà hai phần đó nó phát sinh ra một lần, nó nương vào nhau mà phát sinh.
Cũng nhớ giống như tờ giấy này, nó có hai mặt, trái và phải. Và cái mặt trái nó có đó để cho mặt phải nó có đó. Cái mặt phải có đó để cho mặt trái nó có đó. Nếu không có phải thì không có trái, nếu không có trái thì không có phải. Lấy đi một cái không có được. Bây giờ ví dụ nói cái, bây giờ mình chia tôi với thầy Pháp Dung ha. Bây giờ thầy Pháp Dung lấy cái trái, còn tôi lấy cái phải. Thầy Pháp Dung lấy cái trái mang đi chỗ khác, tôi lấy cái phải mang đi chỗ khác, không có được. Cái trái cái phải nó không có thể tách rời ra được. Cái trái và cái phải luôn luôn nó có mặt với nhau. Tôi không có thể nói thầy Pháp Dung ơi, thầy lấy cái mặt trái của tôi ấy đi, rồi thầy đi ra ngoài tăng xá ngồi. Còn tôi lấy mấy cái mặt phải này, tôi đi vào thất ngồi yên, tôi ngồi, đâu được. Hai cái đó không có lấy riêng, lấy ra ngoài được. Thì cái chủ thể với nhận thức của tri giác nó cũng vậy. Không có rời nhau được. Chủ thể và đối tượng là một cặp bài trùng, luôn luôn đi với nhau. You cannot, suppose you see this sheet of paper, you see both sides, recto and verso. And you know very well that the recto help the verso to be there, and verso help the recto to be there. You cannot take them apart from each other. You cannot say, Thầy Pháp Dung, you carry the recto to the tăng xá, and I carry the verso to the meditation hall. You cannot do like that, because the recto and the verso, they always go together. And that is the same thing with subject of cognition and object of cognition. They have produced each other. Và trong cái trường phái triết học gọi là hiện tượng luận, phenomenology đó, mà cái người đại diện là Husserl đó, thì họ cũng nói như vậy. Họ nói là ý thức bao giờ cũng là ý thức về một cái gì. Không thể nào có ý thức chủ thể mà không có ý thức đối tượng. Cũng như là khi buồn là phải buồn cái gì, khi lo là phải lo cái gì, khi thấy phải thấy cái gì. Chứ không thể nào chỉ có cái buồn mà không có đối tượng buồn, chỉ có cái lo mà không có đối tượng lo, chỉ có thấy mà không có đối tượng thấy. Chủ thể đối tượng nó đi đôi với nhau như một cặp bài trùng. So in the West there is a school of philosophy called phenomenology, and they say very much the same thing. They say that consciousness is always consciousness of something. If you are sad, you are sad about something. Sadness cannot be without an object. If you are worried, you worry about something, there cannot be any worry without object. If you see something, there must be something to be seen. If there is no object, how can sight be possible? And that is why it's possible to see that subject and object, they inter-are. They have produced each other. And they may manifest at the same time. Like when I draw a triangle, suppose we call it ABC, and we draw a straight line here, AH, and suddenly you see the appearance of two smaller triangles, ABH and AHC. So this is there because that is there. That is there because this is there. They coexist. They inter-are. They cannot be without the other. And that is what we call inter-being. Và trong kinh nói rất rõ, thử hữu, cố bị hữu. Và đây là một cái lời tuyên bố hết sức là đơn giản, hết sức là sâu sắc trong đạo Phật. This is because that is. That's the description of Buddha about reality. This is because that is. If that is not,
this cannot be. Và vì vậy, cho nên đứng về phương diện nhận thức luận epistemology thì mình phải thấy rằng chủ thể và đối tượng nó phát sinh ra cùng một lúc. Và mình đừng có tưởng rằng là cái đối tượng đó nó là có mặt ở ngoài. Mình thấy như vậy, nó là nội sắc. Nhưng mà nội sắc đó, mình tưởng nó là ngoại sắc. Nhưng kỹ thực nó là nội sắc thôi. Thì mới nghe mình tưởng đâu là thầy Dinaga thuộc về cái phái duy tâm. Duy tâm luận tức là idealism, là chỉ chủ trương rằng không có cái gì ở ngoài hết, chỉ có tất cả đều chỉ có trong tâm thôi. Nhưng mà đây là phương pháp của thầy Dinaga. Thầy cũng có duy tâm mà thầy cũng có duy vật. Thầy dùng cái phương pháp rất là hay. Ban đầu thầy giống như là thầy chấp nhận rằng có những cái nguyên tử ở ngoài đó, nhưng mà từ từ thầy dẫn người kia tới, để cho người kia đi tới cái chỗ là không có trong mà cũng không có ngoài. Và cuối cùng thầy giúp người ta lấy ra khỏi cái ý niệm là subjectivity và objectivity. Là tại vì